Hello mọi người, hôm nay là có thằng Chí, là nó Chí là cũng phim hoài á mọi người, à, đi nó làm ở Sài Gòn mới về, có đi vô thăm ông ngoại. Ông ơi, vô thăm ông nha, lên thăm nhậu với ông nha. Này, chơi con. Dạ. Chơi con. Chơi. Con có mua lá quế cho ông nè. Ừ. Như cái gốc cây nha. Cái thằng nghe gốc cây nó chết luôn rồi. Tào lao. Cái nghe này cũng có hố sẵn nè. Đây là hố nữa mọi người ơi. Đây là giới thiệu với anh em, nó thì cũng có lên clip mấy lần rồi. Ở Sài Gòn mới về, ở Sài Gòn giờ nào đi? Hả? Mai đi rồi. Mai làm Tết. Tết về. Thôi Tết đừng có về. Nhà đang yên ổn, Tết về đủ má gia đình tan nát hết á. Mày đi đâu mày đi luôn đi, đừng có về. Đậu này xuống mấy mét ta? Trời mày gì mấy mét, đậu đậu cái đừng mấy tắc được rồi. Ủa làm Sài Gòn làm ở quận Cam hả? Làm quận Nhất. Thế là quận Cam chứ. Ở Sài Gòn quận Cam nằm ở đâu vậy? Quận Cam hả? Nằm ở cái bên quận Quýt á. Thấy con nhỏ vậy bé lên Dân Đạt nó quận Cam á. Nó ở quận Cam á. Trời ơi sao mình lấy cái giò mà dặm vô rồi bỏ đá bỏ cái cây nữa. Ờ quên hả? Lao. Người ta là chỉ miếng cao su sạch là chưa thấy gì đó mà mày lấy giò mà dặm lên. Ngồi nằm xuống thử vừa không? Mày, tao ngủ luôn rồi. Ngủ luôn. Vừa lát lấy cây tắn cái danh tắn chỉ có câu ngồi lên thôi coi cho nó bằng đổ nước thôi ngồi lên là được rồi chơi cái môn ngộ quá được ha rồi hả vừa để mồi ở đâu để mồi vòng vòng nghe nè chị. Ê, vậy ăn cơm. Dạ ăn đi chị, em đang ở dưới Hồng Vân rồi. Ồ đi bay dữ hao. Vậy chị ăn đi nha. Dạ dạ. Ngoài. Ờ, cho nhậu ngoài. Chú nó tụi con làm tiếp, nói gì đó. Dạ. Con vô cái bàn gỗ bà ngồi ông ngoại trước đó. Dạ. Giao gác đều có hết. Không cần mày giá gì vậy? Đang nhậu đang. Chị Vinh. Nhậu ăn. Sống hết rồi nè. Đù, má nhậu rồi cắm đầu vô đây đã luôn rửa mặt luôn à. Chưa đâu. Ông ngoại đâu rồi? Ông ngoại ra tới rồi nè. Xong dẹp này gọn gọn quá đi. Trời ơi, nguyên cặp chuối sữa luôn nè. Gần chưa? Đây là bưởi. Ủa, đá như đây không đủ không? Bưởi tất cả là bưởi. Đường bưởi nha. Trung văn là cây. Chưa? Ngoài là ruộng. Thầy cái vô sữa. Đây là chiếc cơm. Là chân sữa. Ôi. Sao ngoại đi cà bê với vậy ngoại? Trời cái lẻm này gì vậy? Dạ.
xuống nó đập em gần không? Ngoài sao mà đang đi dưới cái lỗ đường chi chợ bia đi đặt rượu mấy mày chơi sao chỗ này tao không biết chỗ này ngoài ngồi đây ngoài nó mát nhậu rồi. Nhảy vô tắm luôn mát vậy chứ nhảy rồi nhảy vô tắm luôn hơi lạnh nó mát xíu bên kia nhìn mát lắm ngoài ngồi chơi chỗ này là hết chỗ chơi rồi đó kìa hết chỗ chơi hết chỗ chơi kìa chơi hết bài luôn ngay trên bờ không nhậu mà nhậu dưới mương nhậu dưới mương đi nhậu coi dạ chơi chơi ông ngoại làm lon nha ông ngoại làm một lon nha một lon một khôn nha dạ 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 rồi lạnh sẵn đó ngoại ơi cứ mặt luôn ơi chơi cái này tao cũng hết dạ. Bài rồi nào tao chưa chơi cái bài này á vậy là ông ngoại từ đó giờ chưa chơi cái bài này à, chưa rồi chưa chơi bài này đi rồi được rồi vô nào xung quanh là tất cả loại rau đều là ở nhà trồng hết rau củ quả vú sữa khóm rồi ờ có ăn vẻ khóm rồi ăn có khóm ăn liền ờ hồi nãy cắt cái khóm á lát vô đây luôn ừ. Cái khóm rồi hả có đó ăn rồi cái khóm kìa ừ khóm có đầy đủ á ăn đi con lấy dao cắt cái dao luôn hả ờ lấy dao cắt đi dẫn cái dao vinh cái gì dẫn cái dao đi rồi bẻ bẻ cái khóm á bẻ luôn bẻ rồi ra rồi bẻ được không sao bẻ được bẻ không được đâu nó bị ấy á bẻ lật cái cũng là lấy dao hoặc cũng được đó đó chứ không tính ra cái dao à không tính ra chứ không tính ra nè dạ thấy rồi dạ dạ cái khóm nó chặt bỏ cái khóm nó vô luôn chặt luôn cây nhà lá dương dạ dạ có ngoài rơi vậy đi con dạ ờ không chín giờ chặt chưa ăn liền dạ 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 ừ. Không xịt thuốc không xịt thuốc mà không kể phân dạ ừ là đồ là đồ tự nhiên á mày ờ tự nhiên có thiên nhiên ủa mình có bao nhiêu cây khóm không mày hả mình có bao nhiêu cây khóm nè đứa nó đồng vậy đó bên đây bên kia ai ăn lại ăn đứa nào con cháu ăn bẻ người ta không bá ai chứ dạ không bá đồng bạc nào đâu rồi vú sữa tới mùa con vô ăn dạ. Tự nhiên chặt đi chặt tao quay phim lại cầm đi Vinh cầm đi chặt cái Vinh cầm quay ngoài chặt cái khóm trời ơi cái này mà lóc nó bỏ vô á còn gì nữa trời cái này cứ chín thiệt tình nha chứ không phải là ướp à dạ không có vú luôn nha khóm chín thiệt á khóm bẻ bẻ luôn mà khóm chín trời nó thơm phức vậy trời chín đại cây ở nó chín cây mà chưa thiệt tao nói giờ con lột chưa thấy trái khóm nó thơm đi thơm phức luôn thấy không mới mùi không không tính cây chứ đâu phải là bẻ vô mình vú quá đã à. Ok cá khóm này thấy vậy rồi sao ăn trời ăn được cho ăn cạp ăn ngon lắm cạp như cạp cái hấu với cạp cạp nó có cái sới sới á ăn đã lắm lạc cái chơi rồi ok nghe thực tế chưa dạ ờ thì đúng rồi thôi, cái này nó lạc thôi đó à. Vô okay. À. Thực tế là không ai phản đối được chuyện này đâu dạ ừ buồn vui quá tao khui luôn bia tao hút miếng coi cho trời tụi con quay vô tao tưởng mày mới tiêm luôn à coi là sáng giờ nước là nhậu tao tao nướng cá lóc cá chê tao nhậu luôn gì ông ngoại nhậu rồi hết nít rồi đó hả hết nít rồi đó nó ngủ đó cho mày tao tính cho mày không vô trời trời thơm thơm phức luôn á trời thơm dữ luôn á vô đi trời trời cảm ơn mày ngửi cái mùi á vô không thì tình mà thấy bẻ trái gây gỗ gàng tại chỗ chứ không phải là đi úp vú đâu dạ ông ăn chú biết không ơi dạ mời mọi người dạ mời mọi người dạ tổng mời các em cháu con cái trong ngoài với tao giờ tao nhớ không có tên đủ rồi dạ ừ tổng mời vô dạ vô con mày ạ à. Mua tôm chi giữ gì chi hả mày một phần nữa rồi kìa mày tên Chí hả dạ con tên Chí này gì vậy dạ con Vinh Vinh hả dạ con nói với nó làm sao biết không ngoại nó thì ngày mai nó đang làm ở Sài Gòn ngày mai nó lên chợ nó làm rồi ừ. Tết nó về ừ. Con kêu Tết nó đừng có về bây giờ chú của cá lên sao thì vô làm luôn thì dạ người mà. Làm tay chân vậy đó ờ cũng rồi quần áo xuống bắt cá mày cũng tôm bữa nay đâu bắt Chí với Vinh dạ. Rồi rồi quần cho bắt cá mày ờ bắt cá luôn ừ. Mà cũng thực tế như mình không chính về dạ ừ. Ngon á nhìn hấp dẫn nha
không có sâu một miếng nữa trời. Trời. Ăn đi. Ngon nè. Mà cải chặt thì thấy thơm không? Thơm phức luôn ha. Ừ. Thơm nó nồng luôn á, gian xa luôn á. Mày biết không? Dạ. Hổm mấy thằng ở trên thành phố xuống thăm tao. Tao sắc mấy mấy cái bắp chuối cho nó ăn nó ngon sao chứ, cho nó tẩy trắng sắc. Cho này bắp chuối có ba thanh ngọt ngon. À, đó là anh Tuấn. Ừ, đứng lại đó. Nó ăn cho là thấy ham luôn. Mát rồi đó. Cái áo ơi, là cái áo đâu có gì đâu. Ăn đi, cho đi. Ngán vậy tao ngán mà. Con okay. Ngon thì tao cũng ngon. Không phải. À. Làm con chế cái nào để cái dĩa lên. Lật cái bà luôn. Ê. Lật bụng á. Phải có ghế ha. Để đi. Để dưới này. Phải có gì mà nó sạch sạch ô u lên ở giữa. Phải nãy là phải chừa cái trụ ngay giữa. Chừa cục đất hả? Hai bên nè, chừa cái cục đất ngay giữa. Ờ đúng rồi, cái vào cái xu lên cũng được. Mà làm vậy thì mấy chỗ này nó dư nó thiếu nè, mấy giờ mình khi mình đặt miếng cao su xuống á mấy chỗ nó ngồi khó. Ừ, xong rồi hai bạn hay quá, sao nãy xuống đào đi. Đào cũng chết luôn vậy đó. Ông ngoại mệt không ngoại? Có đâu, gặp tôi con ngoại khỏe. Không có. Nói đào á ông ngoại mệt không? Có gì đâu mệt. Trời, cứ đào cũng đào. Đây nè. Nó lạnh. Ừ. Lúc trước tôi mua hai cây đá luôn. Để cái lon bia lên cục cái đá hồi anh ngắt. Cái bên đó không ơi, lại một kia mua nó đá kia nó lâu tan. Đúng. Dạ. Bây giờ cậu hai mày xuống xuống tá cá phải không? Dạ. Chân máy ở tôi con khiên tiếp. Dạ. Chứ ngoài khiên không nổi. Dạ. Chân dạ. Máy dầu lại bơm ra mồ hôi vậy. Bắt cá đại đường cái dầu lên rồi mặc thứ ai muốn ăn gì ăn. Ừ. Chơi giỡn vậy đó. Ăn dục xa xa nha. Hồi kiến nó bu lại á. Dục xa xa nó cái vỏ tôm mình nè ngoại ơi. Hồi kiến nó lại nó bu á. Mèo chó nó quất hết mẹ. Ông ngoại vô dặn đừng có mua gì mà ông ngoại có đây mà này có nhiều cái lộ dữ bụ. Có anh Chí á nó bỏ trong tủ lạnh một cái lá mía với trái cặp cơ ông ngoại. Dạ. Dạ, trời bỏ tủ lạnh đó nghe, mà con không nhắc ông ngoại sợ ngoại quên cái bỏ lâu quá ăn không ngon á. Ừ. Chơi vậy đâu có ăn đâu. Ăn đi. Ông ngoại ăn tôm không ngoại? Con lộc ông ngoại ăn tôm, con tôm ha. Ừ. Đang ngồi nha. Đang ngồi. Mấy mày vô trong ngoài là quý rồi, đừng có mua gì hết trơn, tao nó trong này không có thiếu, mà không đủ, mà không rồi, mua. Ừ, rồi. Tự tình. Dạ. Mấy con cháu tao nói dặn trước sau này về được cứ vô thăm ngoại thôi, có gì làm nấy không bằng. Dạ. Ừ, như vậy đó. Vú sữa này tết có trái nhóc hết trơn á mọi người. Dạ. Đó, trái nhóc rồi tết ra còn dạ, vô đi bỏ thợ xuống đi anh. Tụi mày tới tết là vô là nó chín nhóc luôn đó. Dạ. Mà thứ ăn đó trái kìa thôi đồng thông thôi. Bự ra bẻ cái bự xuống ăn coi đó con. Bẻ cái bự đỏ đó xuống đi con. Ồ. Cho mẹ con cao đâu có tới cái đó đâu ngoại. Lấy cây thọt nó gùng xuống cái bự chín rồi đó. Mà thấy rồi phải không? Ờ trái bự đỏ là chín đó. Mình lấy cây thọt xuống nhặn. Dạ dạ. Ừ. Thọt. Thọt sâu sắc bỏ vô đây nữa hả? Giống như cái này là cái hành trái cây luôn rồi chứ không phải làm bia nữa. Rồi đó, mẹ chắc ăn đó. Phải không chị? Rồi ra đi. Đây. Trời ơi, cái bụi. Mẹ xuống đi con. Dạ. Rồi lặt đi. Trái trên đó, trái đó đó. Cái này. Rồi. Má ai đồng nào đó. Mũi giáp đồng của nhà ông ngoại nè. Dạ. Ừ. Mắt lắm á. Ở đây giường nó bán mẹ dục. Sao mới dục. Ồ, cái này tròn vo luôn ngoại ơi. Cái này chân là yêu lắm nè. Chân tết á, để chân tết. Chân. Khỏi đâu, mấy dừng tết bây giờ sẽ ăn đi. Hoặc là những trái như giống này nè. Ông ngoại biết người ta mua làm gì không? Mắc tiền lắm á. Kiểu như là chân mà cúng mình lễ Phật á, đi chùa rồi đó. Ừ. Mình cúng đó, tốt lắm. Ừ. Người ta kiếm mua mấy trái này là đi chùa, mấy trái mà nó đẹp trai vậy nè.
tròn ha, dĩa dạ. Ra mua mắc lắm, mắc được. Là cha như ngoại vậy đó. Trời ơi, hồi ra tao không đẹp trai, bà ngoại mới ưng tao dữ lắm. Nhiều thằng đi coi như bà, ông này ở đám lại rồi 10 lại đi coi luôn, bắt đầu ưng, bà ưng tao. Nè không? Không mà ăn đi, không ăn. Dạ. Tao chồng tao không ăn, mấy mẹ ăn thì mình tao đi. Ông ngoại chồng mày không dám ăn sao, tụi con dám ăn. Dạ, còn mình ăn là hết đó, không nghe con đó hả? Dạ. Nè. Khóm nó bẻ bẻ vậy nè mới ngon rồi, tao còn nữa mà đi dài dài có nữa đó. Đúng rồi, bẻ nó ăn nó ra cái xới xới ăn đã lắm. Ôi ui đã. Ngọt ngay nè. Nó ngọt thiệt rồi. Không, tụi con cháu nếu mà thương tao về thăm đi, có gì tụi bé ăn nấy giùm tao, bé ăn tao mừng. Còn tao chồng sợ tao không ăn, tụi bé không ăn tao buồn. Ngọt thất à? Hả? Ngọt thất luôn. Muốn ngon người ta hết đòn rồi á. Rồi ăn chuối không? chú già ông ngoại ăn không hết là cho cái giò ăn hết trơn. Trời, để cái giò với gà ăn không à. Chuối á. Dạ. Gà tao thảy nguyên chuối mà chín bói đó thôi, liền chú nguyên bài cho gà ăn luôn. Trời ơi, chín bói rồi ngoại hãy ăn luôn. Ờ. Rồi thảy cái giò ăn. Mấy chín bói là gì không? Chín bói là chín cây á. Ờ, chín cây đó, chín dài trái đó rồi đó chặt nguyên bài tôi bỏ cho cái giò chín cây là rất là ngon, chín bói là ngon lắm. Trời là chín cây á. Đâu mà tính cười à. Trời ơi, trời uống dữ vậy. Nguyên nói bà ơi mình đi chuối mất cái bà cố luôn bà làm gì á. Cho cái giò ăn không à. Rồi Nguyên nói ôi đi mình mất mất cái bà cố mà đây mà chuyển tới bển rồi nó vú mấy lần không à. Cô ở ngoài có xoài đó, người ta xoài không có trái á. Còn quá không ơi xoài không biết không. Dạ mùa lên giọng ngủ con. Dạ có bình nước rồi đó rồi ngủ đâm đỡ rồi cái muốn có khát nước uống nước chơi thôi. Dạ đó, sau này về già cũng ước được cái môi trường vậy ha, cái trong sạch. Giờ ông ngoại ngủ được chứ con ngủ không được đâu, lạnh lắm, ngủ một hồi nó lạnh lắm. Phong phú đó thiệt, mà sống bệnh phong phú vậy. Không lại thuộc ai bao giờ. Bây giờ ngoài nói thẳng con nghe cho nè, chính quyền địa phương thì ai nói đó, tâm không, không nghe, không thấy, không biết. Đó. Rồi mấy ông cũng làm đi rồi, tôi không biết, không nghe, không thấy gì đó, ai làm mình. Được rồi. Uống rồi, đủ nổ quen đâu. Ăn bự, xẻ bự ăn đi. Tôi xẻ ăn à. Phải bỏ vô đây ấp lạnh luôn. Không. Ở thử ở bên trái là được. Dâu kìa, xẻ cái tụi mày ăn. Tao không ăn. Tôi nói chứ để gì chứ ăn không hết đâu. Không hết đâu. Đào cho ông miếng thôi, tao ăn lấy vị thôi chứ còn thiệt. Tao vậy đó. Phải đồng đồng, sẽ ăn phải ăn hết chứ được chứ không hết. Bỏ tôm đổ ăn hết à. Còn tụi mày đem vô như mà ăn cho hết vô ra mới được à. Ốp lạnh luôn à. Ừ, làm tôm lá xê. Lẩu cái này là lẩu gì? Đây gọi là lẩu gì? Lẩu đập cầm. Lẩu trái cây. Này trắng dẻo giống tao hồi xưa thiệt vậy. Dạ. Hồi đó ha, tao đi điên á. Thôi, chàng đi. Chàng nghe. Hiểu không? Mày tên gì? Dạ, con tên Vinh. Vinh. Dạ. Dạ. Tao phải ăn cắp lọ người ta, tao tha hết mặt mày, mình mày tao, tao đi ra. Ừ. Người ta về ra là đen đen, người ta tắm như sơ, còn tao phải tắm chuồng sạch sẽ đàng hoàng. Dạ. Chợ sáng người ta phát hiện tao là đâu. Tao là giữa cộng tránh hậu đó. Đảng mộ này chỉ có tao là chợ tù nhất. Đó. Thành ra là tao phải ngụy trang vậy đó, mày biết cực khổ lắm mày cho mày. Thường thường người ta nói Vinh là phải là Vinh bể xăng phải không ta? Sao? Cái tin Vinh người ta đặt cái biệt danh là Vinh bể xăng á. Vinh bể xăng là sao? Xăng bể Vinh hả? Vinh bể xăng. Vinh bể xăng. Tại vì không mà Vinh với nhục hai cái nó giống nhau nè. Dạ. Vinh với nhục. Trời nó mát chứ trời. Dạ. Không, ý câu nói là vấn đề khác, cái vấn đề mà cái tên Vinh á, người ta ưa gán ghép cho là Vinh bể xăng á ngoại. Ừ. Đó Vinh nhục hai cái nè, tao có Vinh nhục hai cái. Ờ, nhục Vinh nhục. Nhục. Vinh Quang. Ừ. Vinh Quang phú quý là tốt. Mà sao nhục nhục cái Vinh là sao? Là đó gặp với nhau. Dạ. Nó chơi với Vinh bể xăng là gì? Dạ không ơi. Mày không biết rồi hả chị? Vinh bể xăng là sao? Thấy nghe, thấy Vinh bể xăng. Không nghe. Có nghe đâu. Vinh bể xăng là gì? Mấy đàn bà, đàn phụ nữ hay xài á.
Vinh mẹ xăng. Không biết. Tới tháng rồi đó. Để bằng vệ sinh. Quá tảo đi trời, chị nghỉ hoài hôm qua. Tháng nữa ở trong lòng phụ nữ có ngày giờ cái đàn nhiều đó không ai đó ước gì mày nhớ con ra phụ nữ mày cho mày nói đi phụ nữ một ngày được ước không Vinh Vinh mày nhớ con này nè hồi nào lồn thì anh ra giờ anh lớn anh đang ra trâu lồn mày có nè đúng mày mày nhớ câu đó nhưng mà câu trả lời cuối cùng là trả lời rồi tôi chưa trường nghề tôi bay. Gần Tết tụi con về tụi con kéo mấy đứa bạn ở Sài Gòn về chuyến nữa. Rồi con mấy đứa bạn ở đi mà tới giờ tối nó chơi nó mệt quá nó về sớm. Nãy đông quá, nãy đông lắm. Thôi đang yên ổn về làm gì. Đâu mà chí bậy quá ta về hết. Phải có mấy thằng mà nó cắn được cái nắp bia nè. Nó cắn nguyên nắp ra luôn á. Phải không? Cháu ở ngoài trong con hoài tôi nói chắc mấy con mày con biết đâu. Đây con lộn ra. Nè không? Đây đây. Tôi nói chắc con không ra. Con mày tim rồi. Con ra là thường cho tới. Ngoài nãy uống nước hết rồi hai thằng con lít rượu luôn. Nội mượn đi cướp. Được không? Bà nội mượn đi cướp bà nội. Ở đâu lận? Đi chung với em nè tại vì hai người lận. À nói vậy. Sao không? Ở bên kinh chúng mày á. Cái bên đây hả? Rồi. Mua đá luôn nha. Mua đâu tao biết mua đá đâu đó. Đi mua tiền đâu quá. Đó. Đây 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 không có bán. Ai nói gì vậy? Khương nó kêu con đi rước bà ngoại. Vâng. Mày không lấy ra đi rước bà ngoại vậy? Không, có hai người để con uống hết này con đi. Không, mày đừng đi. Cái gì? Đừng có rước. Đi mua tôi chửi nó khóc. Thôi để con đi cho. Để con đi cho. Tao đập xe bỏ rồi không cho mình đi xe nữa. Để con đi cho. Ở đó có dịp xuống thăm mình thôi chứ giờ không kể chuyện cũ đâu. Có chuyện mới thì bây giờ thực tế từ đây về sau có thằng Duy cứ đề xế và nhiều thằng khác xuống thăm anh hoài nhưng mà tụi nghiệp cười không chị Tú Anh ơi Tú Anh ông ngoại nổi tiếng ở trên YouTuber lắm á nha ta dạ. Chị vậy hả dạ chị lên YouTuber Tú Anh hồi dạ. Trước đó anh có về là anh về Bình Động Sài Gòn đó phát hiện ông lại nói chuyện với gái kìa ừ, em biết anh là thằng nguy hiểm lắm nha đừng có đùa giỡn với năm đi cưng ông ngoại ơi dạ. Cháu tôi dạ. 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 Anh đừng bị động đấy em đừng có đùa với anh nha anh có đó không có rồi nha ông ngoại ơi đưa ra đây alo chế anh ơi ơi chế nghe ông ngoại nói gì không ông ngoại nói chuyện tin quá trời tin rồi ông ngoại nói chuyện rất là tin luôn á rồi giờ bỏ qua chuyện đó cho cái hẹn khi nào cưng về thăm anh năm lành mừng lắm đó hay quá ơi anh năm còn sống sót nè còn sống anh sống sót gì này về đây đó thì em mừng anh không dạ à, mừng không anh sống sót ờ à, sống sót về thiệt bỏ cáo em mời nói bọn chưa thật thiệt mà em về quê anh chơi ờ à, về thăm anh quê thôi quê anh nghèo nàn lắm đúng không anh nghèo nàn lắm anh nghèo nàn lắm thôi. Anh nghèo ờ à, đúng anh nghèo nàn lắm em đừng có về khinh anh đồng nghiệp anh sống rồi bây ơi, giờ còn bà ngoại ra bà ngoại ra nói chuyện cướp đây cướp máy bà ngoại ra rồi bà ngoại có chị năm em về đi kìa bà ngoại dạ về đây dạ con ơi con chị năm về rồi không sao đâu mấy người đó là bảo đảm danh dự dạ có thay đồ nữa danh dự của anh năm
Rồi sao ông trời ơi, không cho nhỏ lấy xe đi học gì trời. Nó có gian bạn bè nữa, ông con cháu gì gầy quá rồi thôi đi. Cho ông cho. Cha ơi. Nó lấy đi đi. Tại sao mà nó đi sống về tối không chịu kìa. Tưởng chế là cũng... Nó về tối rồi, nó đi sống về tối. Mà cái đó tôi chịu không? Tôi trông chờ con cháu đi học gì trễ giờ tôi còn trông tôi chờ. Tại sao nó vậy? Bà nói sao vậy? Dẫn đi coi nhớ bao giờ không? Đâu? Ngoài đó là quay về với đồng Sài Gòn thiệt. Và đúng lẽ là quận Gia Bè đâu quay gần lắm mà. Trong ngon đó, tao nhỏ tụi bay đó, tao là tao đi làm như tao đi bán bánh mì để hả nít. Người ta không hiểu tao là ai chứ, tao không quan tâm luôn. Vô. Xin em nhắc tin tôi ạ. Tin tôi. Đó, bả là alo. Tao không biết rồi, biết rồi. Nói chuyện sao? Tao nói đi. Ai vậy? Anh An, em nghe nè anh. Đang đi nhậu ở dưới quê ngoại trời, có anh ở đây mà. Trời ơi trời thiệt. Ok luôn á. Dưới quê ngoại em nè. Trên khương nó có tủ lạnh, nó còn nước đá không ta? Nước đá ngoại nước đá nữa, không có mua hết nước đá rồi. Không phải ai bán hết trơn. Tủ lạnh còn không? Còn ba cục có lấy hết trơn luôn. Gì rồi. Nó thôi cho ngoại có đủ. Trời khạc máu luôn hả? Rồi nay có chương trình gì không? Dạ tao không cóc được không? Được ngoài. Ờ thăm khảo chứ không được thôi. Đủ bậy đâu lắm. Bắt không? Dạ. Cái ông chỉ mua nhà ngoại cái điện thoại đó. Lấy nè. Rồi. Lấy cái con cái. Lấy nè. Hai mấy triệu hả? Ông ngoại hồi nãy cầm trên tay hai mấy triệu đó ông ngoại. Dạ. Ông ngoại đang cầm trên tay hồi nãy hai mấy triệu á. Tao có chịu nào đâu trời. Tao có chịu nào đâu trời. Nè, góc này nè, góc. Hồi nãy ông ngoại cầm hai mấy triệu đó ngoại. Vậy đó. Dạ. Ờ rồi. Vậy đó. Vậy mà nói tao mới giật mình. Này. Cầm cái điện thoại hai mấy triệu. Ờ. Vô con. Nhớ mày, góc mày. Con nó hả? Trời ơi, uống ly góp vậy? Tao quê em quê ngoại em ở Hồng Văn anh. Con có ly được. Trời ơi. Chiều nay. Cỡ chút xíu năm vậy. Trời con cút, một đống luôn con cút đâu ngoại. Trời ơi, chút xíu vậy. Vậy như tao là muốn cút mà thấy cái vấn lên đó đó rồi con mày cũng mày con cháu 10 cái tao. Rồi vợ anh em cái này kêu bằng cốc rượu. Rượu đã nha. Ok. Nãy như mọi người đã thấy thì ông ngoại đã chỗ tài ra cô gái. Cô gái. Sưng cưng với em. Một sớt ủa sẽ bữa đó hả? Sao bỏ ra cho lạnh luôn? À, cái đó mày phải ăn. Không bỏ tôi đâu. Cái bữa đặc biệt của ngoại không để khách. Nhưng mà khách đặc biệt của ngoại đại. Bà hỏi bà muốn nói chuyện với ngoại nữa không? Điện ai nữa. Hồi bà đang làm ở đây. Đây em. Cái bữa này là cứ đặc biệt của ngoại nào. Nào không ai biết đâu. Dạ. Dạ, cây da xanh đó không ngoại? Ừ, biết rồi. Nè, tao mày nghe. Rồi, cảm ơn. Không, chia này nè. Sao mặn quá vậy? Rồi bỏ muối vô vậy? Hay để nước nước đâu? Nước vô. Ơi, ổn mày. Nước nó vô. Cãi ngoại không đánh mày một tay cơ mày biết. Bà ngoại mà đó. Ông ăn bữa này chưa? Ông ăn bữa này chưa? Nghe nhớ. Ông ngoại bà ngoại bị mà bị bỏ vô không sao đâu. Hai con à. Bỏ vô lạnh ăn đã. Bạn khà không hết á, hiểu không? Bỏ mấy muối được rồi, sợ bỏ vô ăn không hết. Sợ sợ vậy thôi. Ăn đi con, ăn đi. Dạ. Cái này của nhà mình, cái nhà lá vườn chứ không phải mình mua người ta. Bà cho mua tao đỡ cho mày thì mày ngại ăn rượu này cái nhà mình ăn đi. Rượu này ngắm gì vậy ngoại? Hả? Rượu đủ. Nó uống chưa, nó uống rượu chưa? Thằng này chưa. Chưa, thằng này chưa. Thằng này cũng chưa luôn. Con uống rồi. Nghe bạn ơi. Nghe bạn ơi. Cũng phải uống rượu. Nghe bạn.
nó không có nóng ruột nè. Uống đi rồi chiều tôi về rảnh tôi gọi bạn tôi đang dưới quê, tối về quê chơi nè. Chạy xe, tối chạy xe xịn. Trời trời tôi không hay cái gì, không biết cái gì luôn á bạn. Rồi sao bạn không đi vô phòng đó? Ơi mà điện vô lấy xuống là tối nay anh em gặp đi đi gọi ngoại ơi, mình gặp đi đúng máy rồi điện điện rồi mà hồi nãy con hỏi bà ngoại rồi gặp anh em tôi xin lỗi lại gặp ở ngoài đi rồi, xin xuống. Lỗi anh em thương máy tát con dạ dạ nãy con nói rồi ông bà ngoại bây giờ rồi. Bây giờ tối nay chiều nay anh em gặp nhau đi rồi tôi xin lỗi tất cả anh em ha. Rồi ra ra rồi rồi tôi biết rồi tôi biết tôi sai chỗ nào rồi đó. Rồi chút xíu nữa rồi anh em mình gặp nói chuyện nhau nha. Ok bạn. Lành như hồi nãy ngoại. Bà ngoại ông. Có gì đâu. Chào. Ông ngoại nói chuyện với gái gì đó, bà ngoại ghen cái gì đó. Nói chuyện gái đâu? Thằng nãy chơi chúng à. Trời ơi, tao nói mày nghe nè. Bà ngoại mà đã biết nhiều lần nữa rồi. Bà ngoại có chục bà ngoại đó. Bà ngoại nhỏ nhất đó, bà đừng có ghen tuông người ta chi. Bà nhỏ nhất đó. Ông ngoại vẫn còn cái điều kinh nghiệm á. Ông ngoại là có trên chục bà ngoại chứ lớn rồi, còn tới bà thì nhỏ nhất rồi, bà đừng có ghen tuông người ta chi. Lát nhậu xong đi massage ngoại. Hả? Đi massage không? Massage. Nhậu xong đi massage. Không biết massage. Massage mấy nhỏ đấm bóp dằn lưng đồ cho ngoại đã. Không có, không bao giờ có. Chúc đi cho đã cho biết bữa không ngoại. Đây, bưởi. Rồi nãy hả? Không có, người khác. Rồi khác người đi nói chuyện với ngoại nó kìa. Nè, em nói chuyện với ngoại anh cái ơi. Em nói chuyện với ngoại anh cái ơi. Em chào ngoại cái anh cái ơi. Nha. Con mũi nó à. Không có gì giờ cái mũi. Đây đặt mũi đi, cái gì đặt mũi đi. Ôi. Alo. Alo. Dạ con chào ạ. Ôi, rồi. Cưng tên gì? Nói đi. Dạ con tên Linh. Linh hả? Linh là Ninh. Rồi. Cảm ơn. Ừ. Hỏi thăm sức khỏe ngoại. Cảm ơn nhiều lắm. Rồi. Để. Hỏi thăm sức khỏe. Ừ. Không nghe, không bị lỡ tay. Linh. Quê cưng ở đâu? Đông Hải hả? Đông Hải là tỉnh nào? Dạ. Tỉnh nào? Đông Hải có thằng yêu luôn á. Dạ trời ơi, vậy là trên tỉnh nhà thôi. Ờ à, được được rồi. Vậy nha. Ừ, dạ. Gia đình cuộc sống làm sao? Hỏi thăm sức khỏe thôi. Dạ cũng ổn. Dạ, rồi. Cho ngoại chơi đi, con đang làm rồi. Năm nay con mấy mươi tuổi rồi? Năm con nhiêu tuổi rồi? Ủa sao rồi con rồi ngoại? Ba. Nhiêu? Con 23. 23, trời ơi, nhỏ hơn cái út của ngoại nữa. Thôi. Vậy đi rồi. Rồi, bye bye cưng nha. Ừ. Cái út của ngoại giờ là đó nhỏ, cái út nữa thôi rồi. Thôi rồi. Không có dịp con về thăm ngoại lần đi. Bởi vì kêu to bà ngoại là phải rồi. Rồi rồi. Dạ. Ừ. Rồi có dịp. Rồi. Dạ. Coi bỏ liêu huyện Đông Hải hả? Nó đang làm á mày. Nó đang làm chip nó vô nó tắt máy. Dạ. Nhớ cái út con nó được. Thôi vô đi. Còn ba người cầm cái điện ba cái điện thoại với ông ngoại ông bơ vơ tội nghiệp ông. Vô chơi với ông ngoại mà cầm điện thoại ngoài kỳ lắm. Dạ nè, ông ngoại nó có con nghe nè. Danh dự của con của ngoại là anh nên cứ gọi nhiều nhíu rồi. Hưởng gặp nhiều đứa khác. Nếu mà mình làm không đúng thì nó mất danh dự của con mình. Mình dạ. Con người chứ không phải con hình ra đường gỗ thôi. Dạ. Ừ.
Đấy, cái này ngon nè Vinh. Cái này là con thuốc luôn nha, cái này là ở nhà trồng luôn nha. Bẻ xuống ăn Tết nó mới ra ok luôn. Tất cả mai có đăng lên YouTuber nữa nha mọi người. Đăng lên YouTuber nữa. Đó, thằng này là thằng Vinh. Chờ đánh thì chơi đi, tôi phải đi ra. Vinh nãy là Vinh về ngoại. Vinh ra, Vinh ra. Vinh về, ở ngoại nói mà Vinh về. Vinh bậy xăng là băng vệ sinh. Có gì vừa thật trên vừa thật, không có gì đâu. Cái bữa này là ở nhà ông ngoại. Thôi vậy mình thổi chứ đây. Chưa để đi. Để. Vô chơi ông ngoại cầm điện thoại ngoài. Ngoại ba thằng cầm ba điện thoại, ông ngoại làm gì vậy? Sao ngoại, nhậu xong đi massage ngoại ơi. Thôi nó chơi gì được rồi. Cưng em rồi, ngoại nói chuyện ghê quá ngoại. Được. Mà nói ngoại nói chuyện tình vậy đó. Ai? Mà nói con ngoại cô bà ngoại thì sao? Dạ. Ông ngoại cô bà ngoại sao? Nói chuyện tình cảm cưng em gì đó hả? Ừ, quá là cũng cưng. Cũng cưng luôn hả? Ơi, đã gì? Giờ còn cưng không? Hả? Giờ còn cưng không? Cũng cũng cưng thôi. Cũng cưng luôn hả? Ừ. Yeah. Buổi chiều mới kêu. Ngọc sao sao? Không, nếu ngủ ra thì gặp nhau thì cũng cưng thì... Cục cưng em ơi, chiều nay 100%, 100% em ơi, chiều nay đã cắm chạy rồi. Vô ngoài. Vô ngoài. Ông có cái bản hát này ra. Ra cái chí. Sao? Cho tao giấy cho. Quay về yêu thương cho nhau. Vô. Giờ nhé. 15 ngày phép, cái diệu còn nhớ mang theo. Hồi nãy con chưa thấy ông ngoại ơi. Nhớ vô vậy cùng đời bà con cô bác có chứ hai cười tình chiều vậy thôi. Không, ông ngoại phải hung cái mà được, hung cái nữa. Em ơi, nín lo quánh giặt ngoài xa. Nín lo quánh giặt ở nhà, buồn anh cho anh tồi quá. Đời trai trăm hướng, phần trai có một hướng. Gó đi em đừng đều bồng này nè nghe. Cưng, cục cưng đó phải không ngoại? Có đó là, bà ngoại là gì không ngoại? Cục chân không có lờ mà sao nên khoai quá ớt thì mà anh phân má ớt xanh cây nồng gỡ hai gian thường là gã yêu chồng quá trời camera mà đây kìa. Hùng cái ngoại ơi, hùng cái luôn, hùng cái luôn, lấy uy tín luôn ngoại ơi. Anh đi lâu lâu mà yêu thương cho nhau. Hùng cái kìa, hùng cái mà được, hùng một cái mới được. 15 ngày phép đi dèo còn lắm. Ngoại cái đi, hùng đi, hùng đi. Hùng ngoại ơi. Ông ngoại lãng tay không nghe ơi. Hùng cái ngoại ơi, kích mi á. Mày vô vậy. Không gì đâu mà hơn là cưỡng ác. Hùng mồi. Không gì đâu mà. Bà ngoại sợ hợp ngăn có ngoại lắm. Ông Tám Mưng là chết mẹ rồi.